Chào mừng quý vị cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy năng lượng và nhiều tài lộc. Các bạn thân mến, vận may sẽ mỉm cười với con giáp này trong ngày 25 tháng 12 âm lịch. Nếu trước đây các bạn từng thất vọng vì cho rằng mình bị thần may mắn bỏ quên, thì trong ngày hôm nay các bạn sẽ phải thay đổi suy nghĩ của mình. Bởi ngày 25 tháng 12 âm lịch là ngày may mắn nhất trong tháng dành cho các bạn. Vào ngày hôm nay, mọi dự định mà các bạn ấp ủ từ lâu sẽ có khả năng cao thành hiện thực. Nếu trong quá khứ các bạn đã từng bỏ vốn đầu tư, hợp tác làm ăn, thì hôm nay chính là ngày các bạn nhận được quả ngọt. Các bạn sẽ nhận được những tin mừng trong lĩnh vực kinh doanh. Xin chúc mừng những con giáp. Đó là con giáp Sửu, Dần, Mão, Tỵ, Ngọ, Thân. Tuổi Sửu. Xem tử vi ngày 25 tháng 12 âm lịch của 12 con giáp, tuổi Sửu nhờ được chính tài che chở nên có tín hiệu vượng tài đáng mừng. Những người làm công ăn lương có thể nhận được các khoản tiền thưởng, hoa hồng bên cạnh thu nhập chính nhờ sự chăm chỉ và nhạy bén của mình. Với người theo nghiệp kinh doanh, bản mệnh rất biết lựa thời cơ buôn bán nên tài vận thăng tiến. Trong khi đối thủ còn đang loay hoay thì con giáp này đã tìm ra đường đi, nước bước phù hợp, tranh thủ được lợi thế dẫn đầu. Hơn nữa, bạn lại có mối quan hệ tốt với khách hàng, đối tác làm ăn, giúp mọi sự suôn sẻ, thuận lợi hơn. Chuyện tình cảm khá bình lặng, không ngọt, không nhạt. Đôi khi cuộc sống và công việc quá bận rộn đã kéo hai bạn đi, ít dành thời gian cho nhau. Nhưng cả hai không quá lo lắng vì hiểu rằng trái tim vẫn hướng về nhau, luôn thông cảm và thấu hiểu cho đối phương. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Sửu nên sử dụng vật phẩm phong thủy Tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu của phong thủy Gia Cát. Đặc biệt là vòng cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Sửu để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tuổi Dần. Tử vi ngày 25 tháng 12 cho biết tam hợp cục xuất hiện mang tới cho người tuổi Dần nhiều niềm vui ở các phương diện cuộc sống. Hỉ khí ngập tràn, bản mệnh làm gì cũng nhận được sự công nhận của cấp trên, khó khăn cũng có người đứng ra giúp một tay. Vận trình tài lộc của Dần cũng vô cùng khởi sắc, người kinh doanh buôn bán đắt, người làm công ăn lương có nguồn thu nhập đều đặn và rủng rỉnh, tiền bạc dư giả giúp Dần có thể chi tiêu thoải mái mà không phải suy nghĩ. Ngày này vận trình tình cảm khá tốt, đào hoa nở rộ, người độc thân có sức hút vô cùng lớn với người khác phái. Có thành công hay không phụ thuộc vào việc bạn có chịu mở lòng mình hay không. Dù vậy, bạn cũng không nên giữ thái độ mập mờ cùng lúc nhiều mối quan hệ, kẻo rước rắc rối vào người. Tuy nhiều phương diện cuộc sống ngày hôm nay có nhiều bước tiến đáng mừng, song tiếc là sức khỏe của người tuổi Dần lại có dấu hiệu suy giảm. Bạn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, cơ thể cũng dễ mắc phải các bệnh vặt khi thay đổi thời tiết. Có lẽ suốt khoảng thời gian qua bạn đã làm việc quá vất vả, nay là lúc bạn nên cho phép mình được nghỉ ngơi một chút. Hãy xây dựng một thời gian biểu khoa học, nghỉ ngơi và lao động cân bằng, đừng ép bản thân làm việc quá sức, kẻo lại đổ bệnh. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dần cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Mão. Theo dõi tử vi hôm nay, lục hợp thái tuế giúp người tuổi Mão có sự minh mẫn và sáng suốt để giải quyết gọn gàng những vấn đề mình đang gặp phải. Tiến trình sự nghiệp thăng tiến khá suôn sẻ, bạn có thể gặp phải vài biến cố bất ngờ trong ngày, nhưng trong hoạn nạn có cơ hội, cũng nhờ vậy mà bạn có thể giành được sự tín nhiệm của cấp trên. Cũng nhờ cát khí có trong ngày, vận trình tài lộc của con giáp tương đối ổn định, như thế bản mệnh có thể thoải mái chi tiêu, không cần quá lo lắng về vấn đề tiền bạc. Nhưng hãy quản lý tài chính hợp lý, đừng tiêu pha hoang phí quá, kẻo tiền có chất thành núi cũng sẽ sớm hết. Có điều ngũ hành tương xung gây bất lợi cho con giáp này trên hành trình tìm kiếm một nửa cho mình. Bạn và người ấy có duyên gặp gỡ nhưng cuối cùng vẫn chưa đủ nợ để ở lại bên nhau. Cảm giác tiếc nuối khôn nguôi nhưng bạn vẫn cần nhìn về phía trước. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Tỵ. Ngày này thực thần chiếu mệnh giúp con đường tài vận của tuổi Tỵ thăng tiến không ngừng, tài lộc hanh thông. Người làm công ăn lương ngoài công việc chính thì nay có thêm việc phụ, kiếm tiền bằng chính tài năng của mình, thu nhập nhanh chóng được cải thiện. Trong khi đó, những người theo nghiệp buôn bán cũng gặp một ngày làm ăn phát tài phát lộc, giành được thành công trong việc kinh doanh của mình. Cũng bởi con giáp này biết chắt lọc thông tin, đón đầu xu hướng, đáp ứng nhu cầu khách hàng nên không lo vắng khách.
Hỏa sinh thổ còn mang tới may mắn cho tuổi Tỵ ở phương diện tình cảm lứa đôi. Dù còn độc thân hay có đôi có cặp thì cũng đều có tin vui về nhân duyên. Chẳng có gì bất ngờ nếu bạn có một ngày tình yêu thăng hoa. Hãy cùng đối phương tận hưởng giây phút này nhé! Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Ngọ, dưới sự che chở của tam hợp cục, tuổi Ngọ được dự báo có một ngày làm việc hăng say và chất lượng vô cùng. Thái độ nghiêm túc và kiên trì mang tới thành công cho con giáp. Bạn không để khó khăn khiến bản thân chùn bước, mà còn thông qua đó để khai phá khả năng tiềm ẩn của mình. Hôm nay, con giáp này cũng sẽ gặp nhiều may mắn về phương diện tiền bạc, tài lộc vượng phát, có thể do các khoản đầu tư sinh lời, ký kết được hợp đồng lớn hoặc may mắn trúng thưởng. Nhiều người cho rằng bạn gặp may nhưng thực chất nó chính là sự cố gắng nỗ lực từ trước đó. Ngũ hành hỏa sinh thổ còn giúp Ngọ đón nhận tin vui trong tình cảm. Người đang yêu đừng để lý do bên lề trở thành rào cản ngăn cách hai người. Gặp được người mình yêu và khiến mình an tâm, muốn gắn bó cả đời không hề dễ dàng. Hãy trân trọng hạnh phúc đó. Để đứng công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Ngọ nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân dần Ngọ Tuất của phong thủy Gia Cát, đặc biệt là vòng cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Ngọ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tuổi Thân, tam hội cục giúp vận quý nhân của người tuổi Thân khởi vượng rõ rệt. Dưới sự chỉ dẫn của đối phương, con giáp này có thể giải quyết được những khó khăn trước mắt rất tốt. Bản mệnh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, không khuất phục trước bất kỳ chướng ngại vật nào. Tài lộc trong ngày này của tuổi Thân cũng vô cùng dồi dào, đặc biệt thích hợp cho người làm nghề kinh doanh, đẩy mạnh các kế hoạch cầu tài của mình, lợi nhuận buôn bán tăng vọt. Nhờ vậy mà tuổi Thân sung túc đủ đầy hơn nhiều, không phải lo lắng về vấn đề chi tiêu. Nhờ thổ sinh kim, con giáp này còn nhận được tin vui trong chuyện tình cảm, nhân duyên vô cùng tốt đẹp, bạn có người thầm thương trộm nhớ. Nếu cảm thấy mình có đủ tình cảm, hãy chủ động bật đèn xanh để dẫn lối cho người ấy. Đây có thể coi là một ngày vượng vận khí với người tuổi Thân ở các phương diện, công việc, tiền bạc, tình cảm, song vấn đề sức khỏe lại khiến bạn chưa thể yên tâm. Ngày này có thiên nguyệt chủ ốm đau tác động, con giáp này có dấu hiệu lao lực, dễ ốm vặt, không được điều trị dứt điểm sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe về sau. Ngoài ra bạn cũng nên chú ý ảnh hưởng của hung tinh có thể gây chấn thương, họa huyết quang bất ngờ. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Thân nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn của phong thủy Gia Cát, đặc biệt là vòng cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Thân để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, ngày 25 tháng 12 năm 2022 âm lịch, tức thứ Hai ngày 16 tháng 1 năm 2023 dương lịch, là ngày Giáp Tuất, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần. Ngày này có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa. Ngày thuộc hành hỏa khắc hành kim, đặc biệt là tuổi Nhâm Thân, Giáp Ngọ thuộc hành kim không sợ hỏa. Ngày Tuất lục hợp Mão, tam hợp Dần và Ngọ thành hỏa cụ, xung Thìn, hình Mùi, hại Dậu, phá Mùi, tuyệt Thìn, kỵ tuổi Mậu Thìn, canh Thìn. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong hôm nay. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.